clip xuống đuổi tốc độ. Em dàn mà bà thì 66 đuổi tốc độ được nhiêu nha. Cái clip trước mình quay nào hỏi cái xưởng em làm được gì không nè, quay cho anh em coi nè, xưởng này nè. Mới về một cái trình tháng gãy rồi. Máy nhỏ mà khu bự dữ vậy hả? Xíu nữa. Dân mà 3T66 chạy vỏ này nhiêu? 6 mít xích mấy? Xích 3 hả? Xích 3 lái này chắc khoảng mét vậy à? Mét lẻ 5 chứ không mét đâu, thấy cũng lái rộng mà. Chạy gần đây chút xíu nha. Máy nó chưa mở dầu rồi đó. Chạy gì cũng được, ít ăn dầu một chút, xả dầu quá ăn dầu. Nhớ cái trong cái máy nó rút ra chị hả? Lật lại lấy nhớt lại dành thứ mấy. Chắc chạy hết rồi. Chạy đường mặt vít đó chắc chạy hết à. Chạy xuống lỗ hết. Máy này chưa lên đâu, chưa xả dầu mà. Chưa cùng ra. Ba chạy nó quen đồ hết, cục ra xả dầu. Đam mê tốc độ 3 tháng 4 tháng cái. Máy nó chưa xả dầu á. Máy nó chưa xả dầu đó. Xả dầu còn lên nữa. Xả luôn hả? Để cho nó quen máy chạy bữa hay bữa hả xả dầu. Rồi video của em là kết thúc tại đây ha. Mình từ từ chưa cột ga chân mình sẽ test tốc độ sao.
Giờ mình sẽ quay lại với em bệnh dân ma 4GH1 này, chuẩn bị vô dàn cầu sắt nha. Mình vệ sinh trong thì chuẩn bị vô dàn cầu sắt. Rồi, cảm ơn bà con.